Minh Vy xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin FPC Việt Nam. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, Minh Vy xin mời quý vị hãy cùng với Minh Vy điểm qua những nội dung chính trên bản tin kỳ này. Yêu cầu EVN lên phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra thiếu điện trong đợt cao điểm nắng nóng tới. Người Việt Nam bị mất gần 4 tỷ đồng mỗi ngày vì bị nhiễm mã độc gửi tin nhắn. Nhưng trước hết sẽ là thông tin đồng bằng sông Cửu Long cần nguồn vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ của Singapore. Thưa quý vị, tiếp nối chuỗi thông tin về diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện về nhu cầu vốn đầu tư cho nông nghiệp và chế biến thủy sản một lần nữa được một đại diện khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhắc đến trong phiên thảo luận ngày hôm qua về nông lâm thủy hải sản. Hiện nông sản Việt Nam được cho là chưa có giá trị gia tăng cao và rất cần đầu tư để tăng cường cho chế biến sâu. Ngay cả mặt hàng thế mạnh của Việt Nam là xuất khẩu cá tra, hiện nay cũng chỉ mới dừng lại ở sản phẩm phi lê là chính. Theo đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ, đó là lý do vì sao chúng ta cần thêm các nhà đầu tư như nhà đầu tư Singapore. Là cái chiến lược trước đây là chiến lược cứ tăng trưởng về sản lượng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là tới đây phải hướng tới một cái mô hình là làm thế nào để tăng được cái nhu cầu. Tại các nhà sản xuất phải phát triển được cái nhu cầu mà Singapore, tôi nói hồi nãy đó, là một cái cổng để chúng ta tính toán vấn đề này. Thế thì Singapore không chỉ đầu tư vô đây để họ mua cái nguyên liệu của chúng ta, họ mua sản phẩm, mà một cái công ty của Singapore hay là giữa cái sự hỗ trợ của các ngân hàng Singapore để mua bán, xác chập bơm vốn cho các công ty chúng ta đang thiếu. Giải thích cho nhu cầu thu hút vốn đầu tư của Singapore, đại diện VCCI Cần Thơ cho rằng, vốn đầu tư của Singapore giúp giải quyết hai vấn đề chính của ngành sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp thủy sản hiện nay, đó là quản trị doanh nghiệp và tiêu thụ bền vững. Phát triển của nông nghiệp của chúng ta hay là cái thủy sản nó cũng đã đi tới một cái mức nào đó mà cái năng lực quản trị của mình nó cũng đã tới cái đoạn cuối rồi. Chúng ta còn phải có những cái người có kinh nghiệm hơn. Và các cái doanh nghiệp của Singapore thì họ không mạnh lắm trong lĩnh vực chế biến nông thủy sản, nhưng họ có cái kênh tiêu thụ ở nước ngoài. Và một cái thị trường mà khách du lịch rất lớn ở đó, nếu họ đầu tư cũng một hạt hàng đó, nhưng nếu một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư chế biến thì sẽ không thể bằng được một công ty nó có thương hiệu trên thị trường thế giới. Cũng họ đó vào đó đầu tư thì họ có thể có giới kinh nghiệm của họ, có thể có quy trình quản trị nó khác một chút. Và vì họ dán những cái nhãn, cái thương hiệu của họ có thể là bán giá nó đắt hơn, chúng ta nên cần thêm vấn đề như vậy. Hiện đồng bằng sông Cửu Long là khu vực đang chiếm hơn một nửa sản lượng nông nghiệp của cả nước. Liên quan đến đồng bằng sông Cửu Long, cũng trong chiều qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức công bố quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8 tỉnh đóng vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, Tây Ninh và Tiền Giang. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP của 8 tỉnh này ở mức từ 8% tới 8,5% trong giai đoạn 2011-2015 và từ 8,5% tới 9% trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, công nghiệp và dịch vụ chiếm từ 90 đến 95% GDP. Riêng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ có 4 tỉnh trung tâm là Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang. Các tỉnh này là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thủy sản, hoa quả nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đóng góp cho xuất khẩu của cả nước. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ vào khoảng 6,5 triệu tỷ đồng và 1,6 triệu tỷ đồng cho vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cao điểm nắng nóng năm 2014, Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tập đoàn dầu khí, than khoáng sản có phương án chuẩn bị đối phó với trường hợp mất khả năng cân đối cung cầu. Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN phải xây dựng phương án điều tiết các hồ thủy điện, duy trì mực nước không giảm thấp quá trước thời điểm 1 tháng 6, đặc biệt là các hồ thủy điện khu vực phía Nam, đồng thời xác định thời điểm huy động tối đa các nhà máy điện chạy dầu FO, DO để có dự phòng cần thiết. Ngoài ra, EVN được yêu cầu chỉ đạo các tổng công ty điện lực rà soát đề xuất các phương án tiết giảm nhu cầu điện của các hộ sử dụng nhiều điện như là sắt thép, xi măng để đối phó với trường hợp mất cân đối cung cầu hệ thống điện. Thưa quý vị, thực hiện lời hứa về công khai việc điều hành giá điện xăng dầu, vào ngày hôm qua ngày 5 tháng 6, Bộ Công Thương đã cho ra mắt chuyên trang mang tên Công khai minh bạch hoạt động kinh doanh điện xăng dầu trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Chuyên trang công khai minh bạch hoạt động kinh doanh điện xăng dầu có địa chỉ là minhbach.vcita.gov.vn.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Công Thương, chuyên trang này sẽ cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến việc điều hành giá, hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các thông tin số liệu liên quan đến giá điện, giá xăng dầu như giá bán lẻ, giá cơ sở, giá thế giới, các chi phí hình thành giá và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, chuyên trang này nhằm mục đích giúp cho người dân và doanh nghiệp có thể giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh điện, xăng dầu cũng như sự điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước. Và trong chuyên mục Mỗi ngày một con số kỳ này, chúng tôi muốn nhắc đến con số 3,9 tỷ đồng. Một thống kê mới nhất của công ty an ninh mạng BKAV cho thấy mỗi ngày có 262.000 điện thoại tại Việt Nam bị nhiễm loại mã độc gửi tin nhắn SMS đến đầu số tính phí. Các đầu số này tính phí 15.000 đồng cho mỗi tin nhắn. Như vậy, trung bình mỗi ngày người Việt Nam đang mất khoảng 3,9 tỷ đồng do mã độc tấn công. Cũng theo BKAV, người tiêu dùng dễ bị tấn công do virus gửi tin nhắn SMS thường nằm trong các ứng dụng mạo danh các game nổi tiếng như Fush Ninja, Flappy Bird, Pikachu, hoặc phát tán thông qua các phần mềm hack crack game. Thống kê của BKAV cũng cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện trên 621.000 mã độc mới, cao hơn con số 528.000 mã của cả năm 2013. Thưa quý vị, chuyên mục Mỗi ngày một con số vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 bản tin FPC Việt Nam. Và bây giờ Minh Vy xin mời quý vị đến với phần 2. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông báo tạm ngưng khai thác một đường băng từ tháng 8 tới. Trao đổi với đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.